Rồi, chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn lên là trường Đại học Nha Trang và để xem cái con đường hoa hướng hoa sim tím nó như thế nào nhá. Và mình tiện đường đây mình sẽ chỉ các bạn luôn cách đi lên trường Đại học Nha Trang luôn nhá. Rồi các bạn cùng đi theo mình. Đầu tiên thì khúc quảng trường 2 tháng 4 thì các bạn nào chắc cũng biết rồi. Mình đi theo hướng quảng trường 2 tháng 4 qua khỏi cầu Trần Phú. Lúc này là khoảng 9 giờ, mặt trời đang lên, nắng rất đẹp. Hôm nay là ngày 22 tháng 5. Bầu trời tuyệt đẹp luôn. Chúng ta vẫn tiếp tục chạy thẳng nha. Chạy thẳng để tới cầu Trần Phú nha. Các bạn lưu ý này, trên đoạn đường Trần Phú này là hướng tay phải này là có một cái bảng là trước xanh đỏ là nó ghi rất rõ là xe bánh được phép đi thẳng khi đèn đỏ và nhường đường cho người đi bộ nhá. Đây là các bạn thấy xanh đỏ là các bạn cũng không có dừng lại nha, đi thẳng nhá. Nhiều người không biết, cứ thấy xanh đỏ là dừng lại nhưng mà nó không lại rồi. À, mình chạy theo cái bảng phụ đó. Rồi mình bắt đầu tới chân cầu Trần Phú nha. Và mình tiếp tục đi thẳng là qua khỏi cầu luôn. Chỗ đoạn này mình sẽ qua hết cái cầu Trần Phú luôn. Đi ra khỏi Vịnh Nha Trang luôn. Hồi nãy là đi dưới chân cầu vượt nhá, còn bây giờ là bắt đầu đi trên cầu vượt. À, đoạn này rất mát. Thì ông đi kiểu gì trời? Tay phải là Đại học Tôn Đức Thắng nhá.
nhưng mình sẽ vào đó vào một dịp khác. Có một tòa cao ốc rất lớn đã mọc lên tại đây, khoảng 40 tầng. Tòa nhà này hiện tại là cao nhất Nha Trang luôn, tại vì là vị trí của nó xây là cao nhất rồi nên là nó cao. Thế phải là quán kem xôi nổi tiếng xưa đến giờ rồi, kem xôi Thanh Hằng. Đây, là phải đây. Thế mình sẽ review vào dịp khác. Rồi, thẳng luôn, thẳng tiếp tục. Khu vực bên này là có cho thuê xe máy nha, nhưng mà thuê tiếng nhá. Từ 8 tới 12 ngàn một tiếng. Đó, cứ một ngày nhân lên. Nếu mà so với giá 70 xe bên mình thì là cao hơn. Nhưng mà sinh viên là thích thuê tiếng 1-2 tiếng gì đó thì rất chỉ là lợi. Rồi, cô trái là vào đại học Nha Trang. Rồi, trước mắt chúng ta là đại học Nha Trang. Và mình sẽ vào gửi xe và vào.